học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chiến đấu cái phần là kiểm tra chương halogen nha. Chúng ta sẽ vào cái bài số 1, kiểm tra chương halogen thì trong này của chúng mình thì có 33 câu kiểm tra halogen, là cái phần mà cái chương mà chương khá là khó đối với tất cả các cháu, và cháu nào cũng kêu là khó. Thì hôm nay thì chúng mình rất là mong muốn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học hôm nay của cùng với chúng mình thì hãy chia sẻ lại buổi học này và tag giúp chúng mình tất cả các bạn cháu ở đây vậy ạ. Thank you các cháu nhá. Mình bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ chữa cái đề kiểm tra chương halogen câu số 1, axit chloric thì có công thức là gì? Axit chloric thì có công thức là gì? Thì đây là hypochlorer. Đúng chưa? Đây là axit chloro. Đúng chưa? Đây là hypo chloro. Anh này axit chloro. Đúng chưa? Và anh này là axit chloric nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, HClO3 là axit chloric. Và Tuyên Dương, tất cả các cháu đã comment đáp án đúng là đáp án C ạ. Câu số 2 ạ. Đồng. Đồng ạ. Đồng là kim loại có thể tác dụng với những chất nào trong các chất sau đây? Đồng là kim loại và nó có thể tác dụng với những chất nào trong các chất sau đây? Đồng là kim loại và nó có thể tác dụng với những chất nào trong các chất sau đây? Đồng, đồng thì có khả năng tác dụng với clo đúng không? Đồng thì có tác dụng được với dung dịch HCl đặc nóng mà. Không ạ, đồng đứng đằng sau hydro nhé. Đồng đứng đằng sau hydro thì đồng không bao giờ ăn được HCl đặc nóng nhé. Vì vậy nên là sai. Tương tự như vậy thì đồng cũng không bao giờ ăn được HCl nguội. Đúng không ạ? Bởi vì đồng đứng sau hydro cơ mà. Vứt tiếp. Được chưa? Đồng cũng không bao giờ ăn được H3P4. Tại vì tất cả như là HCl, H3P4 hay HCl chung quy nó đều là axit. Và cái axit loại 1 này thì đồng không bao giờ ăn được bởi vì đồng đứng sau hydro. Được chưa? Vậy loại tiếp. Vậy suy ra đồng có thể tác dụng với những kim loại, những chất nào trong các chất sau đây thì đồng mới chỉ có thể tác dụng được với clo thôi. Được chưa? Và những bạn nào mà trả lời đáp án A, đáp án chính xác, Tuyên Dương những bạn đã trả lời đáp án A. Ok ạ. Giờ mình sang câu bài 3. Tên gọi hợp chất KClO là gì ạ? Tên gọi hợp chất KClO, thực ra thì trong cái quá trình làm này thì có khá nhiều cháu làm bị sai ở cái phần mà tên gọi hợp chất KClO này, bởi vì đơn giản là các cháu không biết cách gọi tên. Và cái thứ hai là các cháu cũng chưa làm đủ nhiều bài tập. Cái thứ ba là các cháu còn sợ sệt rất là nhiều thứ khiến cho các bạn là không dám trả lời. Thực ra thì cái này chúng ta cứ phải làm nhiều thôi ạ. Một lần sai thì một lần nhớ, các cháu chú ý nhé. Vậy tên gọi của hợp chất KClO là gì ạ? Lúc nãy tên axit của nó là axit hypochlorơ, được chưa? Vậy thì muối của nó phải là kali hypochlorit nhé, kali hypochlorit, được chưa? Vì vậy nên cái câu số 3 của chúng ta đáp án đúng, được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhé, đáp án đúng là đáp án C. Nhiều bạn thắc mắc là đồng tác dụng clo tạo thành gì, thì đây chúng mình giải thích là đồng cộng với clo thì tạo thành CuCl2 nhá. Được chưa? Ok ạ. Bài số 3 đấy, thế là xong nhá. Kali hypochlorite. Bài số 4 ạ. Bài số 4 ạ. Clo thì không có phản ứng được với. Clo thì không có phản ứng được với những anh nào sau đây ạ? Clo thì không có phản ứng được với những anh nào sau đây ạ? Thế thì chúng ta phải hiểu là trong cái bản chất của clo thì clo nó là một cái tính, là một cái chất mà nó có tính oxy hóa mạnh. Và bởi vì clo là một chất nó có tính oxy hóa mạnh nên nó có khả năng tác dụng được với các chất kim loại, hầu hết các kim loại nhá. Và nhưng mà đặc biệt nhất là clo nó không có tác dụng được với oxy. Vì vậy nên này, nó không tác dụng được với oxy. Được chưa? Được chưa? Thế nên là chắc chắn là clo không phản ứng được với nitơ và oxy rồi, bởi vì ở đây đề bài hỏi chúng ta là không phản ứng. Mà đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Chứ còn lại là clo thì nó có thể phản ứng được với sắt, phản ứng được với đồng, phản ứng được với nhôm, phản ứng được với phosphor. Được chưa? Clo chắc chắn tác dụng được với NaOH và CaOH hai lần. Vậy nó chỉ không phản ứng được với B thôi, nitơ và oxy thôi. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Câu số 5. Axit nào sau đây là yếu nhất? Câu số 5. Axit nào sau đây là yếu nhất? Thế thì bài đó chúng ta bài nó hỏi chúng ta là cái axit nào yếu nhất thì chúng ta phải vận dụng tất cả trong cái dãy. Đúng không ạ? Trong cái dãy của halogen thì fluor, clo, brom, iốt thì tính gì ạ? Tính oxy hóa giảm dần. Tính oxy hóa giảm dần. Đấy chưa? Thế nhưng mà tính axit thì nó lại tăng. HF thì nhỏ hơn HCl. HCl thì yếu hơn HBr. HF yếu hơn HCl. HCl thì yếu hơn HBr. HBr thì yếu hơn HI.
được không ạ? Vì vậy nên axit yếu nhất là axit HF nhé. Axit yếu nhất là axit HF, các cháu nhớ chưa? Phải ghi nhớ kỹ cái chỗ này của chúng mình nhé. HF mặc dù là một axit yếu nhưng nó lại có khả năng hòa tan thủy tinh, còn tất cả các axit khác mặc dù mạnh nhưng lại không có khả năng hủy thủy, không có khả năng hòa tan thủy tinh. Chính vì vậy nên đựng nhé, đựng cái dung dịch HF thì người ta không bao giờ đựng vào cái bình đựng dung dịch thủy tinh, mà không bao giờ đựng vào cái bình thủy tinh mà người ta đựng vào bình nhựa. Được chưa? Câu số 6 ạ. Câu số 6 là một câu khá là dễ về mặt phần lý thuyết, nhưng mà ở câu số 6 này có rất nhiều bạn tô phải đáp án sai. Khi cho clo vào dung dịch chứa cao mắc đậm đặc. Đấy, được chưa? Và đun nóng thì dung dịch thu được là gì? Chúng ta phải lưu ý cái từ chốt ở đây là từ đậm đặc. Nếu không có từ đậm đặc này thì sản phẩm nó chắc chắn là KCl, KClO và KOH nhá. Được chưa? Nhưng có từ đậm đặc thì cái này là sai. Clo mà vào KOH thì mình sẽ thu được KCl, KClO3 nhá, đậm đặc ạ và đun nóng ạ. Cộng nước. Được chưa? Thế thì chốt lại chúng ta sẽ phải thu được là KCl, KClO3 và nước ạ. Vậy thì hơn nữa là có cao mắc dư, vì vậy nên là nó thu được là KCl, KClO3 và cả cao mắc dư nữa các cháu nhé. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 7 ạ. Câu số 7. Axit nào sau đây là axit mạnh nhất? Axit nào sau đây là axit mạnh nhất? Cả nhà cùng xem ạ. Axit nào sau đây là axit mạnh nhất ạ? Thực ra thì mấy cái này thì chúng ta làm nó rất là dễ thôi, nhưng mà đôi khi nhiều bạn lại biến nó trở thành là quá khó. Thấy chưa? Các mức độ là như nhau là chắc chắn là sai rồi. Các mức độ như nhau là chắc chắn là sai chặt luôn. Nào, axit nào sau đây là axit mạnh nhất? Axit nào mạnh nhất ạ? Theo như các cháu nghĩ ạ. Theo như các cháu nghĩ trước ạ. Axit nào là axit mạnh nhất ở trong bốn cái anh, ở trong ba cái anh axit này? Anh nào axit mạnh nhất ạ? Chắc chắn chúng ta có này. Đây là axit có oxy nhé. Axit có oxy thì nó lại khác. Ví dụ như đây, flor, clo, brom, iốt thì tính không xóa dạng. Nhưng mà tính axit của hydroxit thì nó làm sao cũng giảm, nó khác nhé. Tính axit của hydro khác, tính axit của hydroxit nó khác. Đây là tính axit của hydroxit và tính axit của hydroxit này thì nó làm sao ạ? Thì nó lại đây cũng giảm. Vì vậy nên HiO3 là yếu nhất. Rồi đến HBrO3. Rồi đến HClO3. Được chưa? Các cháu nhìn rõ chưa? Thế vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? HClO3 các cháu nhé. Đáp án đúng ở đây nó phải là HClO3, và rất rất nhiều cháu bị sai ở cái câu này. Rất tiếc cho các cháu ạ. Được chưa? 7 đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án C nhá. 7 đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C. Đừng bị nhầm ở những chỗ này. Câu số 8 ạ. Câu số 8 rất nhiều bạn bị sai ở đây nhé. Câu số 8, phân tử hoặc ion nào thể hiện trạng thái oxy hóa tối đa của clo ạ? Câu số 8 ạ. Phân tử hoặc ion nào sau đây thể hiện trạng thái oxy hóa tối đa của clo? Có nghĩa tương đương với việc là cái câu này câu cực kỳ dễ luôn ạ. Câu này là câu yêu cầu chúng ta phải đi xác định là số oxy hóa của clo. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đi xác định thôi ạ. Đây, trừ 1 và đây là dương 1. Đúng không ạ? Đây là trừ 2. Đúng không ạ? Cl2O5. Trừ 2 thì anh này là dương 5. Anh này là trừ 1 thì trừ, trừ 2, trừ 2 4 trừ 8, đây là dương 7. Đây là trừ 2 thì đây là dương 1. À, thế vậy là ClO4 trừ là số xóa cao nhất, thằng này là dương 7. Còn lại trong tất cả bọn này chỉ có dương 1, dương 5 và dương 1 thôi. Vì vậy nên suy ra đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. ClO4 trừ các cháu nhé. 8 của chúng ta đáp án đúng là đáp án C. Và tuyên dương tất cả các bạn đã trả lời câu số 8 là đáp án C. Được chưa? Nào mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 9 ạ. Chúng ta đang chữa cái đề kiểm tra chương halogen nhá, của chương trình hóa học lớp 10. Một trong số những cái chương cực kỳ quan trọng là nền tảng cho chương trình hóa học lớp 10. Và cũng ở cái chương này thì sẽ có rất nhiều bạn làm bài kiểm tra đi điểm thấp. Thế thì chính vì vậy nên là thầy chữa cái đề này để cho các bạn
làm sao mà đạt điểm cực kỳ cao. Và những bạn nào đạt điểm cao thì nhớ báo thầy nhé. Câu số 9 ạ. Trong phòng thí nghiệm thì clo thì thường được điều chế bằng cách oxy hóa một trong số hợp chất nào sau đây? Oxy hóa nhé. Clo thường điều chế bằng cách oxy hóa một trong số hợp chất nào sau đây? Vậy thì cái câu này rất nhiều cháu bị sai. Cái câu này rất nhiều cháu sẽ chọn KClO3 và KMNO4 là bị sai hoàn toàn luôn. Bằng cách oxy hóa. Vậy tương đương với lại là chất đó phải đóng vai trò là chất khử. Đúng không? Chất khử thì nó mới bị oxy hóa mà. Chất khử thì nó mới bị oxy hóa. Thế này câu này rất nhiều cháu bị chết ở đây ạ. Vậy thì điều chế clo mà lại một chất đóng vai trò chất khử, khử thì số xóa nó phải tăng đúng không? Số xóa nó tăng. Thế thì thường thì chủ yếu là nguyên tắc điều chế. Nguyên tắc điều chế clo trong phòng thí nghiệm là sử dụng chất có tính oxy hóa mạnh. Oxy hóa ion Cl trừ ở bên trong là HCl. Được chưa? Vậy ở đây bản chất chúng ta là đi tìm một cái anh nào mà bị oxy hóa hay là thể hiện tính khử. Đây, oxy hóa Cl trừ trong HCl. Thế vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là gì ạ? Cl trừ trong HCl. Vậy thì đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án A. HCl. Đấy chưa? Cả nhà nhìn rõ không ạ? Đấy, cái câu này thì trong quá trình mà chúng mình dạy thì chúng mình cũng thấy là có rất rất nhiều bạn hay bị sai ở cái câu này. Đây là một cái câu hỏi mẹo thôi ạ. Đây là một câu hỏi mẹo nhưng mà cứ mỗi lần hỏi thì ối cháu chết nhá. Chết mất xác luôn, chết mất xác, bay xác luôn. Nhưng mà nó lại câu hỏi này lại câu cực kỳ dễ nên là rất là đáng tiếc cho những bạn nào mà bị trả lời sai câu này. Là chúng ta sang câu số 10. Câu số 10 là một câu tính toán. Câu số 10 là một câu tính toán. Câu số 10 chúng ta có này. Hỗn hợp A thì bao gồm này Fe này và magie này vào dung dịch HCl này vừa đủ này thì thu được hydro này. Số mol hydro bằng 0,2 này. Được chưa? Vậy thì mình đặt điểm, mình đặt số mol của sắt là A mol thì số mol Cl là B mol. Được không? Thế thì ở đây mình có phương trình này, à mình có bảng tuần E này. Sắt tác dụng HCl đấy phải lên sắt dương 2 không? Magie tác dụng với lại HCl thì tạo thành magie dương 2 không? Vậy ở đây chúng ta có bảo toàn electron. Mình có là sắt của mình từ sắt 0 lên sắt dương 2. 2A. Magie của mình từ magie 0 lên magie dương 2. 2B. Bằng hydro của mình là dương 1 và hydro 0. Dương 1 về 0 là 1, nhân 2 là 2. 2 nhân 0,2. Được chưa? Đấy là một phương trình. Phương trình thứ hai này, mặt khác cái anh A này Fe magie này lại cho tác dụng với lại clo đúng không ạ thì thu được đây ạ vừa đủ với 5,6 lít clo thì chúng ta tìm được số mol clo là bằng 5,6 chia 2,4 bằng 0,25 thì khi tác dụng với clo ấy, là một cái trường hợp đặc biệt là khi tác dụng với clo thì sắt chúng ta lên sắt dương 3 FeCl3 đúng chưa magie chúng ta lên magie dương 2 MgCl2 được không ạ? Anh này là A, anh này là B. Được không ạ? Chúng ta cũng bảo toàn E nhá. Chúng ta có biểu thức bảo toàn E tiếp tục. Bảo toàn E thứ hai. Sắt 0 lên sắt dương 3. 3A. Magie 0 lên magie dương 2. 2B. Bằng này, clo từ clo 0 về clo trừ 1. 0 về trừ 1 là 1, nhân 2 là 2. 2 nhân 0,25. Đây là 1. Đây là 2. Kết hợp 1 và 2 thì mình được hệ phương trình. Và cái hệ phương trình này vì bây giờ chúng ta giải được nhá. Chúng ta giải được chúng ta tìm được A và B. Được không ạ? Bây giờ chúng ta cùng xem này. 2 bằng 2 bằng 0,4 bằng 3 bằng 2 bằng 0,5 bằng. Đấy, A bằng 0,1, B bằng 0,1. Được không ạ? A bằng 0,1 và B bằng 0,1. A bằng 0,1, B bằng 0,1. Và tại đây thì đề bài hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng của magie trong A. Vậy mình sẽ có này, phần trăm khối lượng magie này. 0,1 nhân 24 chia cho N cộng với 0,1 nhân 56 bằng 30% ạ. Cả nhà nhìn nó không ạ? 30%. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là phần trăm của magie của chúng ta là bằng 30%. Đáp án đúng là đáp án C. Đấy, một câu khá là hay. Ở trong cái khâu đỉnh điểm mấu chốt của chúng ta là phải nhớ được là sắt chúng ta tác dụng HCl thì lên sắt dương 2. Còn sắt chúng ta khi tác dụng với clo thì lên sắt dương 3. Được không ạ? Được không ạ? Đấy, các cháu hiểu bài chưa? Câu số 11 là gì ạ? Dùng muối iốt, cái này chúng ta dùng suốt ngày đúng không ạ? Cái này chúng ta dùng suốt ngày ạ. Dùng muối iốt hàng ngày để chống bệnh biếu cổ. Đúng không ạ?
Thế nhưng mà mối gốt ở đây là thì ngày trước ý, thì cái hồi mà học lớp 5 thì chúng mình cũng đã từng bị khám bảo là bị biếu cổ, nhưng mà sau đó đi khám kỹ lại thì mọi người bảo là không phải, do chúng mình quá béo nên là ai nhìn tưởng biếu thế nhưng không phải là biếu. Thế thì hồi đấy về chúng mình ăn rất nhiều muối iốt thì chúng mình thấy rằng là muối iốt vẫn rất mặn, được chưa? Mặn này, mặn là một, thì trong muối iốt thì là nó có thành phần chính là NaI, được chưa? Thế thì thành phần chính là nó cung cấp thêm iốt nhá. Thì hồi nhỏ là chúng mình cứ nghĩ là I2 này cơ, nhưng mà sau này đọc học lên thì biết là I2 là độc, cháu mà cung cấp thêm I2 trong cơ thể thì cháu chết luôn. I2 rất độc nhá, iốt nguyên chất rất độc, tất cả bọn halogen nguyên chất đều là độc. Thế thì vậy chỉ còn gì thôi, NaI và NaCl thôi. Đáp án đúng là đáp án D, NaI và NaCl. Câu số 12, muối nào có thể tạo ra dung dịch không màu khi hòa tan trong nước? Muối nào có thể tạo ra dung dịch không màu khi hòa tan trong nước? Lưu ý là dung dịch không màu ạ. Muối đồng thì cho ta màu xanh, được chưa? Muối sắt thì cho ta màu hơi vàng. Muối chrome thì cũng tương tự như vậy. Vì vậy nên muối mà tạo ra dung dịch không màu khi hòa tan trong nước thì của chúng ta nó chỉ có một muối duy nhất thôi, đấy là muối CaCl2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok ạ, các cháu hiểu chưa? Câu số 13. Khi H2S4 đặc cho vào NaCl rắn thì khí sinh ra là. Thế thì chỗ này chúng ta lại phải nhớ lại về cái phương trình phản ứng hóa học điều chế thôi, đúng không ạ? Thì mình có là điều chế, khi điều chế hydro clorua thì mình cho H2S4 đặc tác dụng với NaCl rắn thì tạo thành NaHSO4 cộng với lại HCl. Thì NaHS4 chúng ta là muối, đúng không? Thì chỉ có HCl nó bay lên thôi ạ. Chỉ có HCl bay lên. Vậy thì khi cho H4 đặc vào trong NaCl rắn thì khí sinh ra chúng ta là khí HCl các cháu nhá. Lưu ý khí sinh ra là khí HCl. Và để kích thích cho phản ứng xảy ra mạnh hơn thì người ta còn đun nóng nhẹ nữa cơ. Để chợ để HCl bay lên thêm nhiều hơn nhá. Câu số 14 ạ. Axit nào sau đây? Axit nào sau đây phản ứng với NaOH thì tạo thành natri hypochlorit? Axit nào sau đây phản ứng với NaOH tạo thành natri hypochlorit thuốc tẩy trắng? H2 axit nào sau đây phản ứng với NaOH thì tạo thành natri hypochlorit thuốc tẩy trắng? Thế thì một cái axit mà tác dụng với lại thằng NaOH thì cái này khả năng cao là các cháu rất là khó làm, tại vì là các cháu cũng chưa bao giờ làm bao giờ, đúng không ạ? Thực ra rất là dễ thôi ạ. Nó chính là anh nào ạ? HClO ạ. Bởi vì mình có phản ứng là HClO cộng NaOH thì nó sẽ tạo thành là NaClO, đúng không ạ? Natri hypochlorit chính là anh này đấy ạ. Natri hypochlorit chính là anh này. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu nhé. A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Khá nhiều cháu chết ở đây. Câu số 15 ạ. Câu số 15 thì sao? Một dung dịch KI, một dung dịch KI, KBr và KF được cho tác dụng với clo. KI, KBr và KF được cho tác dụng với clo. Đây chúng ta có đây. KI này, KBr này, KF mà tất cả hội này đều có clo tác dụng. Thế thì clo là chất có tính xóa mạnh hơn thì nó đẩy tất cả những cái anh mà có tính ô xóa yếu hơn ra khỏi muối. Thế thì iốt là ion clo nên chắc chắn sinh ra I2. Brom ion clo nên chắc chắn sinh ra Br2. Fluor ion clo nên chắc chắn sinh ra F2. Được chưa? Thế thì sản phẩm được tạo thành, đúng chưa? Sản phẩm được tạo thành là iốt, brom, fluor, phải không ạ? Không phải fluor mạnh hơn clo nên không sinh ra fluor đâu ạ. Làm gì có phản ứng này xảy ra đâu. Cẩn thận ông Toang nhá. Chúng ta chỉ có gì đó thôi, iốt và brom thôi nhá. Chỉ có iốt và brom thôi. Nên đáp án đúng của chúng ta câu số 15 là đáp án C, brom và iốt. Brom và iốt. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 16 á. Câu số 16 á. 16 thì cả nhà chọn đáp án gì ạ? Những cái phần mà sắp xếp về cái tính thứ tự này thì thường luôn luôn là các cháu rất là sợ cái phần sắp xếp này, đúng không ạ? Thì cùng nghe chúng mình giải thích thật cặn kẽ cái lý do thì các cháu sẽ nắm được. Ví dụ như là câu 17 này, tính khử của F trừ Br trừ Br Cl trừ Br trừ Y trừ được sắp xếp theo tăng dần. À đâu, câu 16 trước ạ. Chất nào tác dụng với KI để tạo thành I2 ạ? Chất nào tác dụng được với KI để tạo thành I2? Thế thì cái phần này này là cái phần khá là hay nhá, và rất nhiều bạn bị sai bởi vì các bạn không biết cách làm. Thì đầu tiên là KI Y trừ 1 có tính khử mạnh, vậy nó sẽ phải tác dụng với những thằng có tính oxy hóa mạnh. Ví dụ như sắt dương 3 mà cộng với lại Y trừ thì sẽ tạo thành là sắt dương 2 cộng với lại Y2.
Được chưa? Vì vậy nên chắc chắn chúng ta sẽ có sắt dương 3. Thế thì HF không có sắt dương 3 này. Không có này. Không có này. Mà ta nhìn thấy chỉ có đáp án nào thôi ạ. FeCl3 này, FeCl3 này cộng với Ki thì tạo thành FeCl2 cộng Y2. Và clo thì đẩy được iốt ra khỏi muối của nó. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? D. FeCl3 và clo. Các cháu nhá. Câu 17. Giờ sang câu 17 ạ. Sắp xếp theo tính khử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau. Tính khử của F trừ, Cl trừ, Br trừ và Y trừ thì được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau. Thế thì đầu tiên là mình có cái chuỗi kìa. Flo, clo, brom và iốt thì tính oxy hóa làm sao ạ? Tính oxy hóa giảm. Được chưa? Tính oxy hóa giảm. Thì ngược lại tính khử nó phải tăng. Có nghĩa F trừ tính khử yếu hơn, Cl trừ yếu hơn, Br trừ yếu hơn, Y trừ. Được chưa? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? D nhá. F trừ yếu hơn Cl trừ, yếu hơn Br trừ và yếu hơn Y trừ. Câu số 18 ạ. Câu số 18. Tính axit của các dung dịch. 18 ạ. Tính axit của các dung dịch. Mỗi chất giảm dần từ trái sang phải trong dãy nào sau đây? Tính axit, lưu ý ở đây là tính axit ạ, giảm dần nhé. Thế chúng ta nhớ chúng mình là HF là một axit cực kỳ yếu, nhưng mà HCl thì lại mạnh hơn HF, HBr thì mạnh hơn HCl và HI thì là mạnh nhất trong hội này. Có nghĩa HF yếu hơn HCl, yếu hơn HBr và yếu hơn HI. Vậy ở đây mình sẽ có đây HF này, yếu HCl này, yếu HBr này, yếu HI này. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C. HI mạnh nhất. HBr, HCl, HF. Ok không ạ? 18 đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án C. Câu 19 ạ. Phản ứng nào sau đây? Nào. Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra? Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra? Cả nhà cùng xem là phản ứng nào sau đây không thể xảy ra. Lưu ý cho chúng mình từ chốt nha. Là không thể xảy ra. HCl cộng NaOH thì chắc chắn là xảy ra rồi đúng không? Na2S cộng với lại HCl thì bởi vì H2S là axit sinh ra yếu hơn HCl. HCl là axit mạnh hơn HCl nên phản ứng này xảy ra. HCl bay lên mà. FeSO4 thì có tác dụng HCl không ạ? Có tạo thành chất kết tủa, có tạo thành chất khí không? Có tạo thành chất điện ly yếu mà không ạ. Vì vậy nên phản ứng không thể xảy ra là C. FeSO4 cộng HCl thì không bao giờ tạo thành được FeCl2 và H2O4 cả. Không bao giờ nhá. Ok chưa? Câu số 20 ạ. 20 đáp án gì ạ? 20 là một câu tính toán đấy ạ. Câu số 20 ạ. 5 gam hỗn hợp gồm nhôm và đồng. 5 gam nhôm đồng tác dụng HCl thu được hydro 0,15. Thì chúng ta lưu ý ạ, nhôm thì tác dụng được HCl thôi chứ đồng thì không nhá. Đồng thì không tác dụng được HCl. Nhôm tác dụng HCl thôi. Thế thì mình có theo phương trình phản ứng thì một thằng nhôm tác dụng HCl thì tạo thành AlCl3 cộng H2. Đúng không ạ? Vậy anh này này, 2 đây, 2 đây, 6. Được chưa? Thì đây là 3 hydro. Vậy thì hoàn toàn ở đây thì chúng ta sẽ có này, số mol HCl bằng 0,15. Thì ngay lập tức mình suy được số mol nhôm. 0,15 nhân 2 bằng 0,3, chia 3 bằng 0,1. Vậy số mol nhôm bằng 0,1. Và do số mol nhôm bằng 0,1 thì mình sẽ tìm được 0,1 nhân 27 bằng chia 5 bằng nhân 100 bằng 54% nhá. 54%. Vậy thì đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D ạ. 54%. Ok. Câu số 21. Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra? Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra? Cả nhà cùng quan sát xem là trong cái phản ứng sau thì phản ứng nào không thể xảy ra? Sắt tác dụng với clo lên sắt dương 3, chính xác. Clo đẩy được iốt ra khỏi muối của nó, chính xác. Sắt cộng với iốt có tạo thành Fe3 là không ạ? Không ạ. Sắt cộng với iốt thì tạo thành Fe2 thôi ạ, chứ không tạo thành Fe3 được. Nhá, được chưa? Vì vậy nên C là không thể xảy ra. 21 đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Các cháu nhớ chưa?
Câu 22 ạ. Câu 22. Để điều chế flo thì ta có thể dùng phương pháp nào sau đây? Câu 22 ạ. Nào. Để điều chế flo thì ta có thể dùng phương pháp nào sau đây ạ? Lưu ý nhá, ở đây đề bài hỏi chúng ta là để điều chế flo thì mình có thể sử dụng phương pháp nào? Điều chế flo rất là khó nhá. Điều chế flo thì gần như là chúng ta chỉ có một phương pháp duy nhất, đấy là điện phân nóng chảy thôi, chứ đun là không được. Đun là không được. Điện phân dung dịch càng không. Chỉ có một phương pháp duy nhất thôi, đây là điện phân nóng chảy KF. Đáp án đúng là đáp án C. Được chưa? Câu 23. Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí clo? Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí clo? HCl đậm đặc cộng với Fe3O4 thì nó chỉ tạo thành là FeCl2, FeCl3 với nước, chứ không, tuyệt đối không có sinh ra khí clo. Vứt. Đúng chưa? NaCl rắn cộng với H2O4 đặc nóng thì mình chỉ thu được NaHSO4 cộng với lại HCl chứ cũng không thu được khí clo. Toàn tiếp. Đúng chưa? Nhiều thầy bảo là học hóa không cần học phương trình, nên nếu mà học hóa không học phương trình thì đố các cháu làm là cái câu này. Đúng không ạ? NaCl rắn cộng H3P4 đặc nóng thì còn không xảy ra phản ứng. Vậy ở đây chỉ có là HCl đậm đặc cộng KClO3 thì mình tạo thành KCl cộng với lại CL2 cộng với lại H2O. Đây là điều chế khí clo đấy. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ. HCl đậm đặc cộng KClO3 thì tạo thành KCl cộng clo cộng với lại nước. Ok. Men. Câu 24 ạ. Câu 24. 24 thì đáp án gì? Xét cho phản ứng sau. Cho phản ứng này vai trò của HCl là, đề bài chỉ hỏi chúng ta là vai trò của HCl thôi. Vậy bây giờ muốn xác định được vai trò của HCl như thế nào ấy, thì mình cần đi xác định số xóa của HCl trước. Ở đây mình có này, số xóa của clo là -1. Đúng chưa? Về 0, khử tăng, O giảm. Vậy lúc này Cl -1 về Cl không thì tính khử. Tiếp tục ạ. Cl -1 mà về Cl không rồi nhé, vẫn giữ nguyên. Đây là -1, đây là -1. Vậy lúc này chỉ có Cl -1 về Cl không thể hiện tính khử thôi. Hay nói cách khác, vai trò của HCl này là vừa là chất khử nhưng mà vẫn có cả Cl -1, nên lại vừa là chất tạo môi trường. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án, thực ra để đáp án B thứ hai, còn được đáp án C đúng không ạ? Thôi mình cứ bảo B cũng được. Vừa là chất khử và vừa là chất tạo môi trường. Được chưa? Rất rất dễ. Câu 25. Câu 25. Cho phản ứng với X là halogen. X là halogen và đây là -1. Thì đây về 0 đúng không ạ? Bây giờ mình đi cân bằng phương trình nhé. K này là K dương nguyên MN dương 7 về MN dương 2. 7 chữ 2 bằng 5. Trừ 1 về 0 là 1 nhân 2 là 2. 5 vứt lên đây. 2 vứt lên đây. Đấy chưa? 2MN đếm kali nào, 2 kali đếm x này, 2x cộng 4x là 6, 6 cộng 10 là 16. 16x đếm iro 16h chia 2 bằng 8. Được chưa? Đấy là cái chiêu cân bằng nhanh của chúng mình nhá. Được chưa? Cháu nào mà không biết thì phải xem lại cái phần mà cân bằng cực nhanh của chúng mình ạ. Nếu được cân bằng với toàn bộ hệ số là các số nguyên nhỏ nhất thì tổng các hệ số phản ứng là bao nhiêu? À vậy bây giờ mình đi cộng tổng nó lại sẽ bằng bao nhiêu? Có thế thôi, bây giờ mình đi cộng tổng. 2 cộng 16. 2 cộng 16 cộng 5 cộng 2 cộng 2 cộng 8 bằng 35 ạ. 35. Vậy tổng hệ số của chúng ta bằng 35 nhá. Tổng hệ số bằng 35, vậy thì đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D ạ. 35. D các cháu nhá. Câu 26 ạ. Câu 26. Muối nào có thể tạo dung dịch không màu khi tan trong nước? Ồ, cái này hình như bị trùng rồi nhỉ. Cái này đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? CaCl2 đang chứng minh dạy ở bên trên. Câu 27 ạ. 27 đáp án gì ạ? Màu sắc của các chất rắn lần lượt là. Màu sắc của các chất rắn sau lần lượt là. Vậy chỗ này mình phải nhớ màu rồi. Không nhớ màu là toang. AgCl thì màu gì ạ các cháu? AgCl màu gì ạ? AgCl là cái tụ màu chặn, không phải vàng. AgY mới cái tụ màu vàng nhá, không phải trắng. AG2S
là cái tổ màu đen, trắng, vàng, đen. Được chưa? Trắng, vàng, đen. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, trắng, vàng, đen. Câu 28. Câu 28. Mệnh đề nào sau đây đúng khi nói về halogen? Cái chương halogen là cái chương cực kỳ quan trọng. Nó là nền tảng cho toàn bộ phần chương trình hóa học lớp 10 học kỳ 2. Nên các cháu phải học cực kỳ kỹ và nói lý thuyết phải nắm thật chắc. Và cái bài kiểm tra chương halogen là một trong số những bài kiểm tra khá là khó nhá. Xong cái bài kiểm tra này mình đến cái bài kiểm tra chương oxy lưu huỳnh. Mỗi halogen thì đều có thể điều chế được từ điện phân các mối halogen tương ứng nóng chảy. Điện phân mối halogen tương ứng nóng chảy, đúng. Iốt là chất đốt xóa cũng được. Có thể điều chế brom bằng phản ứng oxy hóa, trong đó dùng ion Cl trừ. Không, không thể dùng ion Cl trừ. Oxy hóa thì được nhưng không thể dùng ion Cl trừ. Các ion halogen nua thường hoạt động hơn các halogen tương ứng cũng sai. Y trừ làm sao bằng Y2, F trừ làm sao bằng F2 được. Nào, mỗi halogen đều có thể được điều chế được từ sự điện phân các mối halogen tương ứng nóng chảy. Hoàn toàn cái này chính xác chứ đúng không ạ? Điện phân các mối halogen tương ứng nóng chảy. Đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Còn iốt là chất đốt xóa thì có nhưng mà nó yếu lắm. Iốt nó rất là yếu. Nó không phải là oxy hóa mạnh đâu. Được chưa? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta đúng nhất là 28, đáp án A. Giờ chúng ta sang một cái chuỗi bài tập nhá. Chuỗi bài tập điện. Câu đầu tiên là câu 29 ạ. 4 gam kim loại M. Các cháu cùng chú ý kỹ nhá. 4 gam kim loại M. Tác dụng vừa đủ với brom. Đủ. Thì thu được 20 gam muối MBr2. Được rõ chưa? MBr2. Khối lượng muối là bằng 20 gam. Vậy ở đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng được không? Mình có 4 cộng với lại M brom bằng 20. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng của brom bằng 20 trừ 4 bằng 16. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol của brom bằng 16 chia 160 bằng 0,1. Được chưa? Nguyên tử khối của brom bằng 80 mà. 0,1. Vậy quay ngược trở lại phương trình thì số mol brom bằng 0,1. Được chưa? Mình chưa biết được kim loại này là kim loại nào nhưng mà đây canxi hóa trị 2, đồng hóa trị 2, magie hóa trị 2 và kẽm hóa trị 2. Vậy chắc chắn là đây MBr2 rồi. Vậy suy ra số mol anh này bằng 0,1. Được chưa? Và số mol của nó bằng 0,1 thì ngay lập tức mình tìm được M của mình bằng 4 chia 0,1 thì bằng 40. Và 40 của chúng ta thì nó là gì ạ? Canxi đúng không ạ? Đáp án đúng là đáp án A. Canxi các cháu nha. Câu số 13. Câu số 13. Câu số 13 là một câu dễ. Đúng không ạ? Câu số 13 này đứa nào mà nhớ thì dùng skill của chúng mình nha. Dạy rất rất kỹ cái skill này. Dạy rất rất nhiều cái skill này. Mà đứa nào không nhớ thì quá toang luôn. 13 chúng ta có skill gì ạ? M muối clorua thì luôn bằng M kim loại cộng 71 nhân NH2. Được chưa? Vậy bằng này. M kim loại là 13,4 cộng 71 nhân này, số mol H2 11,2 mà chia 2,4 thì bằng 0,5. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng là 13,4 này cộng 71 nhân 0,5 48,9 gam. Thấy chưa? 48,9 gam. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Ok. Câu 31 nha. Câu 31 này, nhìn cái đề này thì chúng ta phải biết ngay là câu 31 chúng ta muốn giải được thì chúng ta phải giải theo phương pháp thăng bằng E nhá. Hoặc viết phương trình cũng được ạ. Viết phương trình cũng được. Nhưng câu 21, 31 thì ưu tiên theo phương pháp thăng bằng E nhá. Mình có này. Chúng ta sẽ giải theo phương pháp hiện đại được không ạ? MnO2. Chúng ta tìm được số mol của MnO2 bằng 87 chia cho bằng khoảng đơn 55 cộng 32. Một mol ạ. Một mol. MnO2 là một mol. Tác dụng hết với HCl đặc thì thu được MnCl2 cộng clo cộng H2O. Dĩ nhiên bạn nào đi cân bằng phương trình này và tính toán theo phương trình cũng được. Bạn nào đi cân bằng phương trình này và tính toán theo phương trình cũng được. Nhưng chúng mình sẽ giải theo phương pháp thăng bằng E.
MN này MN dương 4 về MN dương 2 giải theo pháp hiện đại chứ. Bây giờ phải giải theo hiện tại chứ đúng không ạ? Bảo toàn electron. Đặt số mol clo là A mình có này. MN dương 4 về MN dương 2 là 2 nhân với lại 1 E nhường ấy, bằng tổng E nhận này. CL trừ 1 về CL0. Trừ 1 về 0 là trừ 1. Nhân 2 là 2. Vậy là bằng 2A. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được A bằng 1. Thấy không ạ? Chúng ta tìm được A bằng 1. A bằng 1 vậy thì đầy 1. Vậy suy ra thể tích của clo bằng 1 nhân 2,4 thì bằng 22,4 lít. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A 22,4 lít nhá. Ok. Và bây giờ chúng ta đi săn bot. Bot của ngày hôm nay đi ạ. Câu 32. Một trong số những câu cực kỳ kinh điển. Bot của ngày hôm nay đi ạ. Câu 32. Hỗn hợp của magie và natri dư tác dụng 224. Lượng khí hydro thoát ra bằng 5% khối lượng dung dịch H2O4. Nồng độ phần trăm của dung dịch H2O4 là hỗn hợp magie và natri dư. Magie này, natri dư này tác dụng với lại H2SO4 này. Lượng khí hydro thoát ra này bằng 5% khối lượng dung dịch H2O4 này. Nồng độ của dung dịch H2O4 này. Chúng ta lưu ý ạ, dung dịch H2O4 chúng ta gồm có H2O4 nguyên chất và nước. Do hỗn hợp dung dịch này dư nên không để ý đến magie và natri đâu. Được không ạ? Mình đặt luôn số mol H2O4 là 1. Thì số mol nước là A. Được không ạ? Lúc này số mol hydro sinh ra phụ thuộc vào số mol H2O4 và nước do magie và natri dư. Nên nó không chịu ảnh hưởng. Được không ạ? Thế thì ở đây mình có magie thì không có tác dụng với nước rồi. Natri thì tác dụng với nước đúng không ạ? Đây chúng ta cứ viết một cái phương trình ra để chúng ta biết được cái mối quan hệ. Natri cộng với nước thì có phải tạo thành NaOH cộng H2 không ạ? Đây là 1 phần 2. Số mol nước chúng ta là A. Thì số mol hydro chúng ta là bao nhiêu? 0,5 à. Có nghĩa số mol hydro là phụ thuộc vào số mol nước. Ok, được chưa? Tương tự như vậy thì magie tác dụng 24 thì số mol hydro cũng phụ thuộc vào số mol H24. Đấy chưa? 1H24 thì cho ra 1 hydro. Chúng ta viết phương trình chúng ta biết đây. Magie mà cộng với H24 thì nó tạo thành là MgSO4, đồng câu bot rất kinh khủng. Cộng với H2. Đúng không ạ? Thì số mol H24 là 1 thì số mol H2 cũng là 1. Đấy chưa? Vậy số mol hydro chúng ta là gì ạ? 1 cộng với 0,5 này. Ok chưa? Thế giờ này, lượng khí hydro thoát ra bằng 5% khối lượng H24, dung dịch H24. Vậy mình có này, khối lượng hydro sinh ra bằng 5% là 5 chia cho 100 khối lượng dung dịch H24. Thế khối lượng hydro sinh ra bằng bao nhiêu? 2 nhân 1 cộng 0,5A bằng này 0,05 M dung dịch H24. Đây thì bằng MH24 là 98 cộng M nước là 18A. Và tới đây chúng ta tìm được A. Tới đây chúng ta tìm được A. Ta xem A bằng bao nhiêu nhá. 2 cộng A bằng 0,05 nhân 98 4,9 cộng 0,05 nhân 18 0,9. Vậy tới đây chúng ta tìm được A. 4,9 trừ 2 bằng chia 0,1. A bằng 29. A bằng 29 á. A chúng ta bằng 29. A bằng 29. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được nồng độ phần trăm của dung dịch H2O4. C phần trăm H2SO4 bằng M chất tan chia M dung dịch nhân 100%. Được không ạ? M chất tan chúng ta chính là MH24. 1 nhân 98 chia cho M dung dịch thì chính bằng MH24 là 98 cộng với M của nước là 29 nhân 18. Đấy chưa? Bằng nhân 100. 15,8. 15,8. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. 15,8%. Được chưa? Đây là một câu cực khó nhá. Ở trong cái phần mà chương halogen, trong phần axit loại 2 mà chúng mình muốn đưa đến cho các cháu để các cháu nắm được. Thì cái kinh nghiệm giải cái câu này thực ra thì cái câu này nếu mà có vào thì chỉ vào duy nhất mỗi câu này thôi. Các thầy cô các cháu cũng sẽ không có đổi số đâu. Nên các cháu nhớ kỹ lại cái kỹ năng làm câu này của chúng mình là bởi vì do magie và natri dư nên chúng ta chỉ đặt là số mol H2O4 là 1 và số mol của nước là A.
Đấy chưa? Và số mol hydro chúng ta tính theo số mol H2O4 và số mol nước. Đấy chưa? Thế là dựa vào cái chỗ đó thì ta tìm được A. Đấy chưa? A bằng 29 thì cuối cùng mình đi tìm C% thôi nhá. Là xong, là ngon chặt. Đấy chưa?